Hello, xin chào tất cả anh em. Video hôm nay thì em có bóc hộp anh em nhé, vừa bóc hộp xong. Đó, con này nó rất là nặng. Đó, rất là nặng anh em nhé, nó tầm ngoài 30 kg. Đó là cục đẩy 9004XS của LX Aquatic. Thì cái cục đẩy này thì em có test cho một bác. Đấy, bác này đây, cho anh em xem. Đó, anh này là anh Hùng nhé. Đó, anh Hùng. Và anh đã cọc trước cho bên em là 500.000 đồng rồi. Đó, anh ở Kim Thành Hải Dương đây. Đó, anh ở Kim Thành Hải Dương nhé. Anh vừa chụp, anh chuyển khoản trước cho bên em là 500.000 đồng rồi anh em nhé. Ok chưa? Đó, thì bây giờ em sẽ bóc hộp và test cho anh. Đấy. Bóc hộp thì vừa rồi em bóc rồi anh em nhé. Đấy, vừa quay vừa bóc thì rất là khó, công này nó rất là nặng. Anh em thông cảm nhé. Đó, hôm nay không có người. Đó, bóc hộp thì nó cũng có sách hướng dẫn sử dụng thôi. Đó, ok chưa? À, giấy ni lông này, đấy. Đấy, giấy bọc này, ok. Đó, và cái bìa, đấy, bìa để bảo vệ trên và bảo vệ dưới cho anh em cục đẩy đúng không ạ? Đấy. Đây là lớp vỏ hộp của nó đây, hai lớp anh em nhé. Hàng chuẩn bao giờ có hai lớp thùng anh em nhé. Đó, hàng xịn bao giờ có hai lớp thùng luôn, đúng không ạ? Đó, thì đi vào cái nhân vật chính, đó là cục đẩy 9004XS này. Đó. Thì cục này thì nó là công suất chuẩn nó là 900W trên một kênh. Đó, 900W trên kênh. Đấy, và lên tới 64 sò LJV kép. Con này nó chạy mạch class H anh em nhé. Đó, mỗi kênh này anh em chơi cho em một cặp loa bát 30, đánh căng đét luôn. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Con này nó rất là chắc chắn, màu đen rất là đẹp anh em nhé. Cho anh em xem lần nữa. Quá đẹp đúng không ạ? Đó, giá cục đẩy này bên em đang bán với giá là 8.300.000 đồng. Đó. Và cái nguồn của nó đấy, biến áp bên trong nguồn tất cả bằng đồng hết anh em nhé, bao đồng cho anh em. Đó, ok chưa ạ? Trên thì nó có sẽ có những cái tem mác cho anh em. Đó, tem mác rất là ok, nó rất đầy đủ, và cái tem bảo hành anh em thể check mã đấy, check đấy, bảo hành điện tử anh em nhé. Anh em thể cào cái lớp phủ đây, anh em thể quét bảo hành điện tử rồi đúng không ạ? Con này đằng trước và đằng sau nó đều có hai quạt tản nhiệt. Đó, em sẽ đi về mặt đằng sau cho anh em xem. Đó. Về mặt đằng sau này thì cục đẩy này thì cái đường input thì nó có 4 đường anh em nhé, 1 2 3 4, 4 đường input để cho anh em cầm đúng không ạ? Ngoài 4 đường input này ra thì nó đều có đường link hết. Đó, 1 2 3 4, 4 đường link. Đó, rất là ok đúng không ạ? Đó, cái tiếp theo thì đây nó sẽ là cái cầu xoắn này để cho anh em kết nối ra loa. Đó, nên chúng ta sử dụng trong gia đình chúng ta dùng nên dùng cái cầu xoắn này anh em nhé. Đó, thế nó mới chắc. Đó. Còn như em thì em hay sử dụng cái giao lưu trích này để cho nó thuận tiện, để tháo ra tháo vào thôi. Đó, ok chưa? Đó, ở đây thì em cũng đã gạt chế độ stereo cho anh em hết rồi, để vị trí giữa hết cho anh em rồi. Đó, chế độ stereo hết anh em nhé. Đó. Và đây thì độ nhạy đầu vào cũng đang để 0.77V. Đó, bên này cũng vậy. Đó. Anh em có thể xem dây nguồn đây. Dây nguồn quá đẹp anh em nhé, quá chất luôn. Đó, đây là dây nguồn hai chấu, và đằng sau nó đều có hai quạt. Cục đẩy này mà anh em muốn xem nội thất thì anh em nên tham khảo cái video trước của bên em. Đấy, em đã đăng rất nhiều rồi. Đó. Đó. Và bây giờ thì em sẽ lấy một cái dây loa nữa ra. Đó, để kết nối. Lấy một cái dây loa nữa ra anh em nhé. Đây dây loa đây. Sẽ đánh 4 kênh riêng biệt anh em nhé. Hôm nay sẽ chơi 4 kênh riêng biệt. 4 kênh riêng biệt luôn. Đầu tiên thì đường nhạc vào này, em cắm vào kênh. Đó, nhạc vào em sẽ cắm vào kênh 1. Đó, vào kênh 3 anh em nhé. Đó, 1 và 3, đúng không ạ? Đó, đây là tín hiệu nhạc đầu vào đây. Đó, sẽ cắm vào đây. Ok chưa ạ? Đấy, rút ra nhá. Tí sẽ cắm sau. Sẽ dùng jack ca lông này. Dùng một cặp jack ca lông này em nhé. Để chơi 4 quả loa riêng biệt thì em sẽ link. Đó, sẽ link từ đó, kênh 1 này. Đó, sang kênh 2. Ok chưa ạ? Link từ kênh 1 sang kênh 2. Cái tiếp theo thì sẽ link từ kênh 3
Đó, sang kênh 4. Ok chưa? Đó, giờ thì sẽ cắm tín hiệu nhạc vào 1 và 3. Test như vậy nó sẽ chuẩn nhất, cho ra chất âm chuẩn nhất anh em nhé. Đó, thế là ok. Loa thì bây giờ em sẽ cắm vào. Đó, một kênh đúng không ạ? Một quả, hai quả, đó, hai. Đó, nó kênh 3, kênh 4. Đó, tiếp theo, bên này cũng vậy. Ok chưa? Đó, và sẽ lấy một thêm một cái dây loa nữa, em tháo cái loa này ra. Đó, sẽ tháo cái loa này ra. Tháo nhiều dây rắc. Rất là nhiều dây rắc anh em nhé. Đây. Ok đây rồi. Rồi. Giờ sẽ cắm điện nguồn rồi. Anh em thấy rồi. Quá ok đúng không ạ? Xe này sẽ chơi riêng biệt anh em nhé. Đấu riêng biệt từng kênh một. Sẽ bật công tắc lên. Sau khi dơ le ngắt thì anh em bắt đầu sẽ mở từng kênh một cho em. Sẽ mở một cái bản nhạc vàng nhé. Mới nhích một chút này. Tiếng quá sáng rồi. Đây là kênh 1 đúng không ạ? Kênh 2 này. Đó, kênh 2 nhá. Kênh 2 đang chơi quả loa trên kia anh em nhá. Đó. Kênh 3 này. Kênh 3 này chơi quả loa này, ở B12 anh em nhá. Đó. Đó, kênh 4 này. Đó, từng kênh 1 anh em nhá. Đó, 4 này chơi quả loa treo kia. Đó. Đó, đây là kênh 4 anh em nhá. Mở cả 4 kênh này. 1 này, 2 này. Ok chưa? 3 này. Đó, 3 này. 4 này. Đó, bây giờ đang mở 4 kênh em thấy đèn nháy đúng không? Đèn nháy của 4 kênh đây. Tiếng quá hay. Đó. Thì với cục đẩy này nó chơi 4 cặp loa 30 anh em nhé. 4 cặp loa 30 luôn. Đánh rất là căng. Đó, quá căng anh em nhé. Rất là sáng. Test cho bác này quá ok rồi đúng không ạ? Đó, làm video test cho bác rất ok. Đó, kênh 1 này ok chưa? Đó, kênh 2 này. Đó, 1 và 2. Đó, ok chưa? Đó, tiếp theo 3 và 4 này. 3, 4. Đó, 3, 4 chơi cặp bên này anh em nhé. Đó, 3, 4 chơi cặp bên này. Đó. 1, 2 thì em sẽ chơi cặp bên này. Đó, 1, 2 sẽ chơi vế bên này. Đó. Đó. Khi chúng ta đấu thế này thì anh em sử dụng loa. Đấy, chúng ta muốn chỉnh từng loa một nó rất đơn giản anh em nhé. Ví dụ như loa 1, loa 2, anh em muốn mở to đúng không ạ? Loa 3, loa 4, anh em không muốn mở to, anh em mở nhỏ thôi thì cũng được anh em nhé, mở nhỏ. Đó, nó rất là hay, chúng ta căn chỉnh nó rất là dễ. Đúng không ạ? Ví dụ như là kênh 1, chúng ta muốn mở to, ok chưa? Đó, kênh 2, loa 2, chúng ta muốn không muốn mở to, chúng ta muốn mở nhỏ thôi. Đó, mình mở nhỏ nhỏ thế này thôi thì là đều ok anh hết. Đấy, nó rất là thuận tiện anh em nhé. Đó. Rồi, hôm nay làm cái video cũng rất là kỹ, test hàng và gửi đi cho bác. Đó, anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like, một đăng ký kênh ạ. Giá của cục đẩy này bên em đang bán với giá là 8.300.000 đồng. Đó, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.